ngựa Tri Phong. Dạ. Sở Khanh khốn nạn. Dạ. Đúng chỗ rồi. 1000 cô gái vô đây á, ai cũng có ăn bài một à. Cô ơi, mà lần đầu con đến đây á, nên con sợ. Đào chứ gì. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Bởi vì sao? Một khi á, em đã bước chân vào phòng khám này, thì em sẽ được phục vụ với phương châm là bí mật, an toàn, chính xác, nhẹ nhàng, không đau, không chảy máu, đặc biệt có thể tái sử dụng nhiều lần với độ bền và thời gian lâu nhất. Cô ơi, hồi nãy con nghe cô nói á là cô sẽ nhẹ nhàng không đau. Ừ, đúng mà. Rồi. Con nhìn cái tướng cô như vậy, rồi liệu có đau không cô? Tuy cô béo, nhưng cô rất khéo. Cô, con nghe nói mấy chỗ mà tối tối vậy nè cô. Ừ. Người ta gọi là phòng khám chui phải không cô? Ê mày, đấy là mệt mày lắm đó mày. Mày thử một lần mày có làm hay không? Mày có làm hay không? Làm hay lạc không? Hả? Cô, làm không? Cô ơi. Hả? Cô dữ quá à. Cô xin lỗi. Cô xin lỗi. Con biết sao không? Tại vì cô dữ như vậy á là để cô thuyết phục con. Nè, cô cũng muốn giúp con giải tỏa những nỗi buồn. Dạ. Cho nên quyết định làm nha. Nha. Dạ làm. Ừ. Nhưng mà cô ơi, con sao nè? Sợ không có đủ tiền á cô. Cô ơi, con là sinh viên á, được ưu đãi 20% nhân dịp mùa tụ trường. Mà con có mấy trăm ngàn là đủ không cô? Con cứ đặt cọc, sau đó cô sẽ cho ship lấy tận nhà. Nhưng mà con chưa có tiền liền. Cô cho trả góp lãi suất 0 đồng. Đặc biệt á là sau khi con làm xong con bước ra, cô sẽ cấp cho con một cái thẻ khách hàng thân thiết. Rồi theo thời gian con giới thiệu người và cô sẽ nâng thành thẻ bạch kim. Ờ hay quá. Cô. Cô, phòng khám cô hay quá. Bây giờ cô cho con hỏi á là mình nết. Hỏi hoài mệt quá. Giờ nằm xuống đi. Cô ơi. Sao? Bây giờ mà trước khi cô móc á, thì cô cho con móc trước được không? Mày móc cái gì? Theo tôi về phường. Mày mở được mắt chị. Bé yêu ơi. Dạ. Tôi rất thích những diễn viên diễn thật. Cho dù bạn diễn hài hay bạn diễn bi hay bạn diễn bất kỳ một cái nhân vật nào, trong tình huống nào, các bạn cũng đều phải là diễn thật. Ở đây bạn lanh nhưng bạn bị giả. Nếu như chúng ta cứ chấp nhận cái lối diễn này thì chúng ta sẽ rất khó sửa. Mà diễn hài rất cần sự chân thật. Bạn dù có kết hợp hình thể, kết hợp cơ mặt, kết hợp ngoại hình như thế nào, bạn lanh chanh như thế nào, nhưng tâm lý bạn phải có. Và bạn diễn từ bên trong ra ngoài. Thực sự bạn là người diễn viên biết diễn, bạn có nghề, bạn diễn rất là ok. Nhưng chỉ có điều cái tiểu phẩm này đối với cái tiêu chí của chương trình Tiếu Lâm Tứ Trụ này nó chưa phù hợp lắm. Và cái cách diễn hài của bạn nó cũng chưa có thuyết phục chúng tôi lắm. Thế thôi. Dạ, xin được cảm ơn các vị sư phụ của chúng ta ngày hôm nay. Và xin cảm ơn Hồi Cúc đã đến với chúng tôi. Xin cảm ơn bạn.